Còn mát lạnh luôn á. Sưởng đông trùng. Phôi sưởng đông trùng Hạ Thảo nè. Đó. Này đang lên. À, thích tham quan mình dẫn đi tham quan nha. Đó, đây là môi trường nuôi đông trùng Hạ Thảo nè. Nó nấm lớn luôn rồi bạn. À, lớn lên cái bịch luôn rồi. Nấm lớn là nó đẩy cái bịch ni lông lên nha các bạn. Đó, xong này mình mới đậy nắp nó lại. Nè các bạn, nó vượt luôn lên trên mặt luôn. Nó nấm quá đẹp các bạn ơi. Đang dịp Tết mình khuyến mãi nha, mình sale nha, sale khuyến mãi nha.